Kính thưa quý cô chú, anh chị em, hôm nay Tiết Già Linh xin chia sẻ một chủ đề tự cứu lấy mình. Bây giờ là mình phải chia sẻ về cái cách mà phải tự cứu lấy mình, chứ không thể nào mà mình nhờ vả ai được quý cô chú, anh chị em. Bởi vì bây giờ mình có gia đình cũng như không, mình có hàng xóm cũng như không, mình có bác sĩ cũng như không. Bây giờ coi như nó nghẹt hết rồi. Mà gia đình mình á, thì coi như là may mắn lắm á, thì coi như người bệnh, người không, thì còn có thể là chăm sóc nhau được. Mà đa số hiện tại bây giờ là một gia đình mà 3-4 người mà bị bệnh hết rồi, thì bây giờ mình phải tự cứu lấy bản thân mình. Đó, là trước tiên á, là mình phải giữ vững cái đường tâm linh của mình, là luôn luôn mình đạo của mình là đạo gì thì mình phải học theo cái cách mà tu tập theo đạo của mình. Tiết Già thì đạo Phật, cho nên Tiết Già trì chú Đại Bi mỗi ngày đó. Còn nếu như ai mà đạo Cao Đài thì cũng có những cái bài kinh cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, mà thì cái bài kinh này á thì cũng cứu được đó quý cô chú anh chị em, cứu tai qua nạn khỏi được đó. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Quang Thế Âm Bồ Tát đó, cứu khổ cứu nạn cho mình tai qua nạn khỏi đó, trong cái thời mà gọi là đại nạn này. Nhưng mà mình thành tâm cầu nguyện là mình được cứu, đó là mình phải tự cứu mình. Thì từ cái lúc mà mình lắng nghe cái cơ thể của mình, mà mình cảm thấy như mình bị nhức đầu ha, nóng lạnh ha, bất cứ cái gì, thì mình cũng như là mình phải nhanh chóng nha quý cô chú anh chị em, phải thật là nhanh là uống thuốc cảm vô nè, rồi ăn vô, xong rồi đừng có nằm, mình đi đứng mình tập luyện. Khi nào buồn ngủ lắm thì mình mới ngủ thôi, như Tiết Già nè, cả tuần nay luôn đó, mà Tiết Già cảm thấy là sắp sửa qua rồi. Và đau nhức xương khớp thì bây giờ nó cũng đã hết rồi đó. Nhưng mà nói chung là nó không có hết hẳn nha quý cô chú anh chị em nha. Kỳ này phải nói là kỳ sàng lọc quá nặng, ai cũng phải dướng vô cái thời sàng lọc này hết, không ai không dướng nha quý cô chú anh chị em. Mà người dướng ít và người dướng nhiều, tức là mình bây giờ mình phải ráng cố gắng tạo phước nhiều để cái tội mình nó quá mới tiêu trừ được. Chứ nếu như mà cái đường phước mình nó mỏng quá là coi như là mình không qua được cái đại nạn này. Mà nếu như mình không qua được cái đại nạn này á, mà mình nằm giống như là giật giờ á, nó còn khổ hơn nữa đó quý cô chú anh chị em. Tiết Già chia sẻ, Tiết Già sống một mình, cho nên Tiết Già cũng có một chút kinh nghiệm mà gọi là tự cứu mình. Tại vì mỗi lần mà Tiết Già mà bị cảm hay bị bệnh hay bất cứ bị như thế nào là Tiết Già tự cứu mình bằng cách là mình uống thuốc cảm, hoặc là mình xong hiện tại nay á, thì mà có lá xả lá chanh, tất cả cái đó là ai cũng biết hết rồi, mà phải chuẩn bị trước thì mới có. Nói như Tiết Già là Tiết Già chuẩn bị đầy đủ hết luôn. Tiết Già mà hả sốt lên cảm là Tiết Già nhảy lên trên sân thượng mà để cắt những cái xả có nè, chanh có, tất cả những cái gừng, tất cả gì Tiết Già đã chuẩn bị hết rồi. Rồi Tiết Già có trồng thêm cái cây xương sông nữa, coi như là ở đây là Tiết Già có thể xong được một tháng, hai tháng cũng không hết, nên Tiết Già trồng nhiều lắm. Mà nói gì chứ cái lúc mà mình, khi mà mình đã bị bệnh rồi đó, thì mình lên mình bò lên sân thượng chắc chắn không nổi đâu đâu quý cô chú anh chị em. Cho nên Tiết Già cũng chuẩn bị một số ở trong tủ đông đá, đặng lúc đó mình làm liền, gọi là sơ cứu đó, sơ cứu cho mình qua được. Mình mạnh khỏe rồi thì mình vừa mạnh khỏe được rồi thì bắt đầu mình là khỏe con người là mình trì chú liền nha quý cô chú anh chị em nha. Mình trì chú coi như trong tâm của mình là mình ráng học cái bài kinh chú Đại Bi. Nhất là các bạn trẻ nè,
mà phải học thuộc cái bài kinh chú Đề Bi, tự vì cũng còn một số ít đó, một số ít mà chưa thuộc, tự vì nhắn tin cho Tiết già rồi hỏi Tiết già tu tập sao. Tiết già nói học chú Đại Bi rồi mình trì chú, thì nhiều bạn nói sao khó quá không học được thì phải cố gắng học nha các bạn ơi. Các bạn trẻ bây giờ không có còn kịp nữa, mình phải cố gắng thôi, chứ nếu như mình không trì chú mỗi ngày á thì coi như mình không có được cái, cũng như là cái điển lành. Điển lành á chính là thần linh đó quý cô chú anh chị em, lúc nào cũng hỗ trợ mình để mình được tai qua nạn khỏi. Chứ kỳ này là không biết là coi như là mình còn có gặp nhau hay không nữa đó. Nó nói chung là bây giờ là mình không thể nói được. Nhật Bản bây giờ nó tăng lên chóng mặt luôn quý cô chú anh chị em. Bây giờ Tiết già không còn nhớ cái con số mà tăng lên, tự vì nó tăng quá rồi. Tiết già nhức cái đầu quá nhức, mà Tiết già sức khỏe Tiết già cũng hả cả tuần nay nó cũng không có tốt nữa, cái đầu nó đau dữ lắm rồi. Nó Tokyo có hôm là tăng lên tới 6.000 người luôn, tăng cái con số mà phải nói là khủng hoảng luôn. Cho nên hả Tiết già cũng giảm giảm bớt cái phần mà để xem mấy cái tin tức này nữa, nó quá đau đầu rồi. Tự vì mình cũng đang bị trong cái tình trạng mà mình bị nhiễm nhẹ nè quý cô chú anh chị em. Nhiễm nhẹ là giống như là cũng tối á, thì cũng có sốt mà sốt nhẹ thôi, rồi Tiết già uống thuốc rồi sao thấy cũng hết. Cho nên thôi Tiết già cũng không có đi test làm gì cả tuần nay rồi, mà Tiết già cũng bình thường à, không có sợ gì hết trơn á. Tự vì mình nghĩ là trần gian là cõi tạm, mình đã sống hiện tại giờ mình đã nghĩ rằng mình sống buông bỏ rồi, mình không có còn mà ham muốn một cái gì hết, đúng không? Bây giờ nè, ví dụ như mình có chồng mà mình coi như là mình không, mình có con coi như mình không, rồi mình có nhà để che nắng che mưa là phương tiện để đừng có mưa ướt mình ướt người mình, hoặc là nắng chói chang quá rồi mình bị cảm thôi thế thôi, hoặc là mình có những cái phương tiện nấu nướng ăn uống để sống qua ngày thôi. Mình nghĩ mình trở lại sống như cái thời xưa thì mình mới vượt qua được cái đại nạn đó quý cô chú anh chị em. Còn hiện tại giờ mà mình cứ suy nghĩ rằng tại sao mà tôi khổ quá, tôi không có cái gì để ăn để sống, tôi không cái gì cũng không có, không đầy đủ, tại sao bác sĩ không tới thăm tôi, rồi tại sao hàng xóm này kia nọ, tất cả bây giờ là coi như là không còn gì để nói nữa. Giống như Tiết già phải chuẩn bị nha quý cô chú anh chị em, Tiết già đang chuẩn bị và đang chia sẻ cho quý cô chú anh chị em cùng với Tiết già, mình phải chuẩn bị một cái tinh thần sắp tới là một cái tinh thần vững mạnh để chấp nhận nó, chứ không có phải là để sợ hãi nó. Bây giờ mà Tiết già mà nửa đêm có chuyện gì đi nữa thì có gõ cửa mà banh cái nhà Nhật đi nữa cũng không ai tới nha quý cô chú anh chị em, không ai tới hết. Mà hiện tại bây giờ coi như là mình có gọi cảnh sát cấp cứu hay cái gì đi nữa là người ta hỏi mình là nghi vấn cái vấn đề mà mình bị nhiễm rồi, là người ta hả người ta cũng như là người ta có cái cách giải quyết rất là xa lánh mình đó, giống như là phải cách bao nhiêu mét rồi phải làm hồ sơ thủ tục rất là khó khăn, cái đó thì ai cũng biết hết rồi đó. Cho nên Tiết già chỉ chia sẻ thêm cái phần là mình phải hả giữ vững cái đường tâm linh của mình đó, là mình không sợ sệt nữa, tự vì không còn gì để sợ nó quý cô chú anh chị em. Bây giờ nó giống như nó rõ như ban ngày rồi đó, thì bây giờ mình phải tạo cái đường phước thôi đó. Thì Tiết già chia sẻ để quý cô chú anh chị em mạnh mẽ lên mà để sống, chứ bây giờ mà không có còn mà gọi là để sợ sệt nữa thì mình cố gắng á, mình trì chú, cũng như là lúc trước thì mình trì chú buổi sáng hay buổi tối, thì bây giờ giống như là cái lúc mà rảnh rỗi á, thì mình đâu có làm gì đâu, mình chỉ có nấu cơm hoặc ở chung quanh nhà thôi, không đi đâu đâu quý cô chú anh chị em. Bây giờ là coi như việc làm mất hết rồi, không có còn ai mà đi làm được nữa. Ở Nhật, tại Nhật Bản thì người còn việc người không cũng còn được, còn ở Việt Nam hiện tại bây giờ là coi như là chỉ làm online trên mạng thôi, chứ còn như ngoài đường là cũng không có làm được đó. Thì mình ở nhà mình cứ trì chú Đại Bi rồi mình niệm Phật, nếu ai chưa thuộc hẳn chú Đại Bi thì mình cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con xin thành tâm cầu nguyện cho con được tai qua nạn khỏi trong cái kỳ đại nạn quà này, cái mình Nam Mô A Di Đà Phật và nhớ tịnh tâm ăn chay niệm Phật làm lành hướng thiện
đừng bao giờ suy nghĩ một cái gì hết. Đó, mình suy nghĩ một cái buồn, một cái hờn, một cái giận á, là coi như cái sân si á, là nó sẽ hả, cái người mà giống như sân si ngày trước của mình á, quý cô chú anh chị em, cái đời trước, cái kiếp trước của mình á, là người ta len lỏi trong những cái lúc mà mình không có được tịnh tâm á, tức là mình, cái tâm mình không có vững, thì lúc cái tâm mình nó sẽ bắn loạn, mà khi cái tâm mình bắn loạn mình suy nghĩ lung tung, thì coi như là lúc đó đó, nó sẽ len lỏi vô, nó len lỏi vô để nó đòi nợ mình đó. Thì mình biết rằng là mình xuống trần gian là mình mang theo một cái nghiệp, nhưng mà mình phải làm sao để tránh nghiệp. Tránh nghiệp là mình tìm cách mình trả nghiệp bằng cách khác, tức là mình không trả thẳng mà mình trả bằng cái con đường đạo đức để hồi hướng cho những người mà ngày xưa mình hại người ta, thì mình cũng vượt qua đó quý cô chú anh chị. Tuyết già chia sẻ cái cách mà mình tự cứu lấy bản thân mình á, là mình luôn luôn lúc nào mình phải nghĩ rằng là mình chỉ có một mình thôi, là mình sẽ cứu được cái bản thân của mình. Chứ mình đừng có nghĩ là ôi buồn quá, giờ tại sao mà chồng mình không có lo mình, vợ mình không lo mình, con mình không lo mình, rồi cái lúc đó là mình cảm thấy mình bi quan, mình buồn tủi, rồi mình càng buồn thì cái coi như là cái oxy mình á, nó sẽ hạ tuột xuống, rồi tim mình nó nhảy lung tung rồi mình không có còn mà vững cái tâm nữa. Thì mà khi mà mình nhiễm bệnh vô á, là mình không bao giờ mình vượt qua nổi hết đó quý cô chú anh chị em. Nói như Tiết già, một ngày của Tiết già ăn lung tung luôn, bây giờ nói chung là hơi đói chút xíu là Tiết già ăn vô, ăn gì đó, bất cứ cái gì ăn được cứ ăn, mà Tiết già cũng ăn chay chứ không có ăn mặn, cho nên Tiết già gặp bánh trái hay trái cây hay là cơm hay là cháo hay là gì là Tiết già ăn liên tục luôn. Rồi nếu mà Tiết già mà trong cái lúc mà nó quá là đau đầu á quý cô chú anh chị em, thì Tiết già uống thuốc cảm vô, uống thí dụ như hôm nào nặng quá thì uống một ngày ba lần, còn hôm nào nhẹ uống một lần hai lần, uống nay cũng như là 10 ngày rồi, cũng hơn cả tuần rồi. Nó mà nó đau đầu liên tục luôn, thấy tưởng nó hết nhưng mà thật sự là không hết nha quý cô chú anh chị em. Rồi xong, rồi có khi mở quạt máy ha, máy lạnh lên là con người nó lạnh lên gì đó quý cô chú anh chị em, là nó nhiễm, mà chắc có lẽ nó nhiễm nhẹ thôi, thì mình tự cứu lấy mình rồi sẽ qua thôi, không có sao hết á. Chứ bây giờ mà thời buổi này mà mình còn trông chờ bác sĩ, hay là trông chờ người thân, hay trông chờ tất cả những người để cứu giúp mình là quá muộn màng, rất là muộn. Cho nên Tiết già chia sẻ là mình hãy tự cứu mình trước khi bác sĩ đến, tự cứu mình trước khi mà người thân cứu mình. Đó, mình vừa bệnh lúc trước á, thì Tiết già mà hơi cảm chút xíu á, thì cũng như là mình hơi trội, sao mà nó nhức đầu quá, nó nóng lạnh, nó khó chịu, mình cũng than thân trách phận. Còn bây giờ là Tiết già phải học cái cách mạnh mẽ lên, không than thân trách phận. Hãy vừa mệt vừa gì chút xíu là bắt đầu sẽ uống thuốc vô và tự ăn uống, là lấy lại sức để chống chọi trong cái thời gian mà bị nhiễm đó. Mà giờ Tiết già cũng không dám đi test nữa, test thì chắc chắn không biết có bị hay không đây nữa. Bị thì rất là mang tiếng, mà thôi bây giờ nếu mình có nhiễm nhẹ thì nó sẽ qua, mà khi đã qua được là mình miễn nhiễm đó quý cô chú anh chị em, là không sợ nữa rồi. Là mình sẽ mạnh mẽ hơn, là cái con này nó sẽ yếu hơn mình đó quý cô chú anh chị em. Tiết già chia sẻ cái động lực của Tiết già rất là mạnh mẽ, để cho quý cô chú anh chị em á có cái động lực mà sống tiếp tục nha quý cô chú anh chị em. Tại vì không biết là ngày nào mà dừng lại, sao thấy cái sàn nó vẫn còn sàn trong cái tháng 7 này, chưa có hết tháng 7, cho nên chưa có dừng lại đó quý cô chú anh chị em. Tiết già chia sẻ video đến đây kết thúc, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị em rất nhiều. Hẹn quý cô chú anh chị em gặp lại video tiếp theo.